Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe hạnh phúc. Hiện tại thì Minh Hiếu đang có mặt ở nhà ba cháu nhỏ cùng với Tuấn, Nắng Bạn cũng như là em Quả, bí thư chi bộ đây. Ngày hôm nay thì Minh Hiếu mới có dịp gặp được Quả, bí thư chi bộ, còn Tuấn thì gặp rồi đúng không? Đúng rồi, hôm nọ. Và trở lại cái nội dung ngày hôm nay thì một cái nội dung khá là quan trọng và được rất nhiều quý cô bác anh chị quan tâm, đó là Minh Hiếu sẽ cùng với Tuấn, Nắng Bạn sẽ khảo sát cái đường điện cũng như là cái dây điện và hiện tại các em đang dùng như nào. Đấy, một nội dung khá là quan trọng bởi vì là khi bước vào những nhà ấy thì nhiều video là quý cô bác anh chị cũng đã được xem rồi là hơi tối, bên trong nhà là hơi tối bởi vì là có một cái bóng điện. Hôm đầu tiên mình vào mình còn không biết là có điện hay không. Nhưng mà hôm nay vào ấy thì là cũng xem qua là có thấy một cái bóng điện rồi, nhưng mà tuy nhiên là nếu mà để mà nấu cơm hoặc là để mà sử dụng vào những cái thiết bị khác thì khả năng là chưa được. Nên là ngày hôm nay thì có cả Quả, bí thư chi bộ đây nữa thì Minh Hiếu cùng với Tuấn sẽ khảo sát, nếu mà có thể sẽ sử dụng cái quỹ đó để kéo cho các cháu một cái đường điện riêng. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị cùng dõi theo video của Minh Hiếu nhé. Ok, nào đi đây. Cái bóng điện hôm nọ cháu mua vào cháu còn sợ tải không được. À, cái bóng điện Tuấn mua à? Cháu mua mà. À, thế nào? Bởi vì là khi mà bước vào trong nhà thì có mỗi cái bóng điện bằng cái ngón chân này thì nó bé quá. Thực ra thì ở đây thì hôm nay là hôm thứ hai Minh Hiếu vào đây. Và quan sát kỹ là cũng có thấy là có cái đường dây điện 35 ở đây rồi. Và cũng có cả đường 04 nữa. Nên là chắc chắn là sẽ... Ở đây là mình vẫn kéo điện vào các hộ gia đình mà đúng không? Vâng, vẫn kéo. Vẫn kéo được đúng không? Nhưng mà nhà các em này hiện tại là chưa có công tơ riêng à? Chưa có. Trước là có. Lúc này đang kéo thì bố lại mất thì... À. Đang dở trong là không có. Nghĩa là khi mà làm nhà chuẩn bị kéo điện đúng không? Vâng. Thế cái nhà ngày xưa là cũng ở đây à? Nhà ngày xưa là ở dưới kia, ngay ở chỗ họ trồng cỏ voi á. Ngày xưa nhà là ở đấy à? Nhà kia làm bằng tranh, bằng danh. Khi mà cái câu chuyện khi mà chuẩn bị làm nhà xong rồi và chuẩn bị kéo điện thì người bố lại qua đời đúng không? Đúng rồi. Thế hiện tại là đang dùng điện ở đây à? Đang dùng điện nhà bà với lại nhà chú. À, bà với chú là ở nhà dưới này đúng không? Ờ, thế thì mình đi vào đây trước xem kiểm tra đường điện nó như thế nào. Nhà chú của em không biết là có. Có bà ở nhà. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này cái tam giác mạch mà. Vâng, phải không? Sao nhìn giống như kiểu là cây dưa con nhỉ? Phải tam giác mạch à? Ừ. Phải tam giác mạch không? Vâng. Qua. Vâng. Sao mùa này vẫn trồng tam giác mạch? Không, cây này thực ra ăn được mà, ăn lẩu được mà. Ăn lẩu với lại tí xào ăn được mà. À, đấy đấy đấy. Xào. Ừ. Vâng. Ăn nó chua chua. Vâng. Ăn nó chua chua một chút. Xào ăn được mà. Ừ. Quả thử gọi chú nhỉ? Không nhà đâu nhỉ? Ừ. Chú nào ở nhà? Gọi bà. À, bà nội. Bà cũng được. Rồi gọi bà nội cũng được. Xính nghỉ với mình ở kia rồi. Đấy, xuống đây chơi cho vui. À, bà cháu hiện tại đang ở nhà. Bà nội thì lại ở với ông chú ở dưới này à? À, nhà này nhà chú ruột đúng không? Thế chú là không ở nhà? Chú đi làm nhân viên. Đi làm công ty á? Đi làm bông giáp. Con chào bà nhá. Chào bà nhá. Thế nếu mà kéo điện từ đây lên trên kia ấy thì một tháng là nhà chú có trả tiền à hay là các cháu có trả tiền không? Hay là như nào? Tính như nào? Xin chào chưa? Xin chào các chú chưa? Chào chào chú chưa? Ngoan lắm chú nhá. Cái trước là kéo này không có ai
làm chủ cho nên là bà với lại chú khác bỏ tiền kéo. Nhưng mà ý rằng là cái tiền điện hàng tháng ấy của ba cháu này ấy là nhà chú gánh cho hết à? Vâng, nhà chú ấy là bà gánh. Gánh cho hết à? Bởi vì thực ra là các cháu là cũng không có tiền đúng không? Chưa kiếm ra tiền được. Thế là điện từ nhà kia là kéo từ nhà này lên. Đúng rồi. Thì mới có một cái dây bé bé như này á, bé bé bằng cái đầu đũa bé thôi. Bây giờ cái bóng to sợ tải không được. Hôm nọ thì có một cái bóng nó to bằng cái chén thôi. Cái bóng đấy thì nó không sáng được. Không, hình như là cái hôm cậu vào là thấy cái bóng bé sao ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay là thấy cái bóng lớn thì cũng không nghĩ, bởi là hôm đấy là vào cũng không để ý cái đường điện. Thế hôm nay vào thì thấy cái bóng điện nó to hơn tí. Không, như cái bóng điện kia là cũng là sáng rồi, nhưng mà để mà nấu cơm, để mà ví dụ là sau này sử dụng những cái thiết bị khác, sạc này sạc kia thì sợ là nó không đảm bảo. Dây hơi bé, dây rất là bé. Đấy, dây nghĩa là dây câu từ cái nhà này kia là dây bình thường thôi. Nó không phải là cái dây đen gì đấy. Đấy. Dây đấy là dây chạy bóng. À, đây là bà nội à? Bà nội là ở dưới này à? Vâng, bà nội. Thế là hàng ngày là hàng tối là các cháu, hai ba cháu là các ở trên kia đúng không? Không có ai trông bà thì bây giờ con chú còn không ở nhà nữa. Con bé cũng ở nhà đấy bà. bà là cũng trông cháu. Nói chung là chắc là bà cũng kiểu là chạy xô đúng không? Thỉnh thoảng là cũng ngó ba cháu trên kia tí. Nhưng mà cháu ở dưới này có một cháu là bé hơn đúng không? Bé hơn một chút nên là lại phải trông ưu tiên cháu này hơn. Đấy. Thì hiện tại thì như quý vị có thể nhìn thấy là cái cột điện thì ở ngay đây thôi. Cột điện thì ở gần trước nhà thôi, cũng không xa lắm. Nếu mà ví dụ mình đăng ký điện là mình cần phải sổ khẩu đúng không? Trước kia thì cần sổ khẩu nhưng mà bây giờ có căn cước rồi thì chắc là phải hỏi bên chú điện xem là mình đi mua dây về xong là điện cho bên điện lực người ta lên đến đấu cho đúng không? Không, nối cho đúng không? Phải đăng ký được đã. Người ta nhất trí rồi, người ta đồng ý cho kéo rồi thì mình mới đi mua dây được. Đúng rồi. Bây giờ mình đi đăng ký người ta không nhất trí là mình mua dây về ai kéo cho, người ta không nhất trí cho kéo thì không được đâu. Chắc cái này sẽ tạo điều kiện. Nhưng bây giờ là cái quan trọng nhất là các cháu này không biết là có căn cước chưa. Đấy. Chưa. Mấy bạn này thì chưa. Không, nó có mã định danh rồi mà. Ai có trong sổ ở trong khai sinh ấy. Nhưng trước kia là sổ khẩu của nhà mấy bé là mấy đứa ở nhà này à, hay ở nhà trên? Trước rồi vẫn tách sổ khẩu. Tách rồi à? Tách, bây giờ chắc còn nên tách sổ khẩu nhau nhá. Có không? À thế thì xính bây giờ xính đi về nhà kiếm cái sổ khẩu xem nào. Ở sau chai này tách sổ khẩu. Sổ khẩu với giấy khai sinh nhá. Bảo hiểm y tế kiếm về cũng được nhá. Là để dưới này à? Hay là để trên kia? Trên kia sợ mất. Không ở nhà. Bởi vì là nhà là chui, nó thật là nhà của ba bé là chui chỗ nào cũng được nên là giấy tờ là sợ mất. Đấy thì mình Hiếu cũng như là Tuấn thì đang nghĩa là cái nội dung rất là quan trọng là muốn kéo đường điện riêng cho các bé theo cái mong muốn của nhiều cô bác mạnh thường quân đã gửi gắm tiền cho mình Hiếu cũng là Năng Bản gì để cho các em có một cái nguồn điện sinh hoạt riêng, bởi vì là chung với chú thì cũng chỉ được thắp sáng thôi chứ còn muốn căm cơm một chút thì cũng rất là khó, đúng không? Thì thực sự là rất là khó, và nhiều cô bác là gửi tiền là muốn mua cho các cháu nồi cơm điện để cắm cho các cháu đỡ vất hơn. Đấy, có thể là như thế, còn bếp củi thì rất là khó. Các cháu thì rất là bé nên là nấu thì lúc thì nhão, lúc thì không chín. Còn điện thì nó dễ hơn. Bếp củi nấu hơn. Mưa gió này thì không đi lấy được. Không đi lấy được. Mà các cháu này là đun bằng cái cây ngô ấy. Cây ngô thì thường thường là cơm nhiều khi không chín được đó. Còn đây cái cột thì ở ngay đây thôi đúng không? Cột thì ngay đây thôi. Đây anh em mình đi ra đây xem. Chứ kéo là bố của sĩ mất thì chắc là họ đặt cái tơ ở đấy rồi. Ở đây luôn đúng không? Vâng, thì bố chết hoặc là qua mất đi rồi thì họ cũng đặt đấy. Cái này thì họ vừa cái này là người ta lắp cho nhà lắm. Trên luôn đúng không? Vâng. Tô tơ nhà trên này vừa mới lắp vàng chờ xá đấy. Vàng chờ xá là kéo nhà trên nhà tít trên à? Nhà tít trên này dây chạy tít nhà tít trên này.
Thì cái này đâu chạy được có gần 100 số bây giờ thôi. Chắc này là được, nhà trên cũng chỉ 1 năm thôi. Một năm à? Có hết, còn chưa đến 100 số. Thắp nguyên hai cái bóng mà. Một năm được có 99 số. Thế là một tháng chắc là kiểu cái bóng quả nhót thôi. Đúng rồi, một tháng khoảng 5-7 số thôi. Thì quan sát thì chắc từ đây ra kia được khoảng độ khoảng 20 mét. Yeah, 20 mét. 20 mét đường dây đường lớn đấy. 20 mét, 5 mét từ đây lên trên nữa. 5 mét đây, 6 nữa mét nữa. Tính riêng nữa. Thì nó cũng ngắn. Rơi vào khoảng độ cứ tính là 30 mét đi. 30 mét nếu mà kéo là các em. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hiện tại là các em phải có giấy tờ. Đấy mọi người ạ. Các em phải có giấy tờ, thứ nhất là cái căn cước hoặc là cái sổ khẩu thì bây giờ không dùng rồi. Đấy, phải có căn cước thì mới kéo được điện. Mình mới đăng ký được, không có là cũng rất là khó. Đấy, bây giờ ra ngoài kia đăng ký là mình không có giấy tờ là người ta không đăng ký cho đâu. Đấy, hình như là như thế, còn mới bây giờ chắc là nó cũng vẫn phải có quy định, nó phải có giấy tờ gì để khẳng định mình là người nhà này nhà kia chứ, đúng không? Đấy, không có thì cũng rất là khó. Đấy, nên nếu mà cái trường hợp bí nữa là nếu mà không được bởi vì các cháu không giấy tờ ấy thì là mình sẽ nhờ nhà chú để mượn cái giấy tờ của chú ấy, hoặc là bà cũng được, bà cũng được nha, để mình làm hợp lý hóa thủ tục để kéo điện thôi, đúng không? Như kiểu là người bảo hộ, người bảo hộ đấy. Một cái công tơ riêng. Đấy, không có là sợ không có giấy tờ, bây giờ đang cho cháu Xính đang đi tìm cái giấy tờ giấy khai sinh xem là, bởi vì là nhiều cô bác cũng rất là quan tâm về cái giấy tờ cá nhân của các bé. Thứ nhất là cái căn cước thì như Xính là 14 tuổi là khả năng là sẽ chụp được rồi, còn những cái bạn bé hơn là cũng đã có số định danh cá nhân rồi. Đấy, là đều phải làm hết, đợt vừa rồi làm hết rồi đấy. Còn cái vấn đề nữa là cái thẻ bảo hiểm y tế thì cũng nhiều cô bác chắc là quan tâm, kể cả kênh của Minh Hiếu cũng như kênh Nắng Bản, đúng không? Là các cô bác rất là quan tâm. Giấy khai sinh nữa. Giấy khai sinh nữa. Bởi vì là khi mà các bác sợ là các bé biết đâu là ốm đau đi bệnh viện, lại sợ không có thẻ lại phải chịu viện phí 100%. Rồi là nhiều cái chi phí nữa. Nên là qua cái video này thì Minh Hiếu cũng muốn rằng là cùng với Tuấn Nắng Bản sẽ kiểm tra các giấy tờ tùy thân của các em, không biết là không phải kiểm tra mà là xem cho các em xem lại, kiểm tra thì nghe nó ghê gớm quá. Xem lại xem các em có giấy tờ gì không, nếu mà không có thì cũng sẽ thông qua ở đây thì cũng có anh có Quả bí thư ở đây nữa, thì có gì là bị Quả sẽ tạo điều kiện giúp đỡ, nếu mà không có là mình sẽ đề nghị công an viên hoặc là đề nghị trưởng thôn, đúng không, báo thêm ở xã để làm cho các bé, không có là sợ tránh là thiệt thòi. Cái này là mà bây giờ mà mình đăng ký thì mình phải làm như thế nào? Thì các anh này phải đi báo ở xã. Đăng ký kéo điện thì bình thường ấy, như cái nhà này ấy, thì trước là nó tự kéo xong là nó ra điện lực Yên Minh thôi. Xong là mấy anh về kiểm tra đường điện ấy thì nó khác bằng lắp. Nhưng mà cái quan trọng là phải có giấy tờ. Vâng. Mới được. Mình này đủ một cái bộ hồ sơ giấy tờ kia thì họ mới đúng rồi. Làm hợp đồng cho mình. Khả năng nếu mà nhà các bé này ấy, nếu mà khả năng muốn kéo điện được ấy, nếu mà không ấy là khả năng phải nhờ đến anh ấy, nhờ đến em ấy. Vâng. Nhờ đến em hộ, nghĩa là hộ ra làm thủ tục. Nghĩa là anh em mình cùng ra. Vâng. Ra làm thủ tục, chứ không có bây giờ các cháu này 14 tuổi ra đấy người ta không làm việc đâu. Đúng. Thứ rồi. Nhất là người ta chưa được 18 tuổi, chưa phải đủ tuổi công dân. Thỉnh thoảng thì trong này thì ví dụ như là điểm trường trong đấy thì một tên thì vẫn đăng ký được hai cái công tơ mà. À. Vâng. Một tên là vẫn đăng ký được hai công tơ đúng không? À đây lấy vào đây cho cháu xem nào. Tuấn chỉ cho. Tuấn đây là Tuấn. Mấy bạn này là đi lấy cỏ về à? Cắt cỏ về à? Lấy cỏ rồi á. Bây giờ Sùng Xúa Lành. Xí Lành. Sùng Xúa Lành. Sùng Xúa Lành là bố à? Sinh năm 1990 á. Sao lại còn trẻ thế nhỉ? Bố của Xính á? Vâng.
Sinh năm 1990 đó. Vâng, tuổi năm nay 23. Con ngựa đúng không? Con ngựa. Con ngựa đúng không? Rồi, xem. Thì, đây. Có bốn cái này à? Năm nay 33, 34 tính rồi. Chứ là khai sinh này. Đây khai sinh không? Tháp bỏ lại phải đi. Bỏ này. Khai sinh thì tao một cảnh thôi. Trước đi học là cô giáo giữ trong bộ hồ sơ rồi. Còn bằng chính thì chấm mẹ cất đơn. 89. Chứ chuẩn bị chứ. Xong rồi trước tại tôi sáng mà thầu trước là thay tên. Đúng trong... rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sùng Mỹ Chứ à? Bạn này 29, 14 tuổi đúng rồi. Đâu nhỉ? Sống đâu, sống đâu. Sống à? Đó à. Đi vào đây. Về đây, về đây. Đây đúng rồi. Trước Sùng cái Chứ à. Chứ là cái tên đầu tiên mà ông bà lúc đặt cho, đúng đặt cho. Xong là sau này làm khai sinh với là hộ khẩu đi lại. Đây thế giấy khai sinh là cô giáo cầm hết à? Chứ. Hả? Đi vào đây. Giấy khai sinh là cô giáo cầm hết à? Giờ là thầm muốn học của gió làm đang làm quần tay cả chứ hả? Để trả ông cài cho tiếp chỉ bộ đây, chỉ bộ ấy. Như thế thì ơi, chốt tin cả gì rồi, chốt tin là tay thì chắc sợ, sao thì bộ nè. À đây, đây trong này Minh Nhật nha. Đây này. Có bé bé là Minh Nhật. Đây này tháng 1 2012 đây này, bây giờ là gần 12 tuổi rồi. 11 tuổi. Năm nay 2003 là chuẩn bị là sắp xỉ 12 tuổi đấy. Học giờ lớp 3 xem nào, học giờ lớp 3 10 cứ tính 11 tuổi đi. Học giờ lớp 3 thì rơi vào lớp 3 là 9 tuổi. Gần 11 tuổi bỏ 2 năm rồi. Bỏ 2 năm rồi. Nhưng mà 11 tuổi bây đúng giờ phải học tầm lớp 6. Ở dưới này không có lớp 3 anh. 12 tuổi là phải học lớp 6. À. Ừ. Đây nhá. Hiện tại 5. Thì gia đình là cũng có sổ khẩu. Nhưng mà sổ khẩu này hiện tại thì không có dùng, không có giá trị rồi. Người ta quy định là không được bây giờ đi đâu là người ta không yêu cầu xuất trình sổ khẩu đấy. Đúng rồi, bây giờ Thủ tướng Chính phủ là không thật. Đúng rồi. Đây, bây giờ bây giờ là có căn cước rồi. Người ta có căn cước nhưng mà hiện tại sính thì chưa có thì tới này là Minh Hiếu cùng như Đăng Bản sẽ có trách nhiệm là sẽ gặp gỡ chỗ điện lực xem là trao đổi xem là ví dụ là cái nhà này như thế là có nhu cầu kéo điện là có kéo được không. Đấy. Thì mình sẽ có trách nhiệm làm cái việc đấy. Thì cháu sẽ liên hệ. Để liên hệ. Thì còn giấy tờ là cơ bản là như thế thôi. Bây giờ mình đi xem cái chỗ đường dây điện kia một tí xem nào. Đi cái đường dây điện vào nhà kia. Đi về nhà. Mùa sau này cho anh Toàn. Nương này nương ngô của các bé à? Vâng, từ chỗ phải không? Từ chỗ gốc cây mận kia góc nhà chỗ cái này có phải tía tô không nhỉ? Gần giống nhỉ? Không phải đâu, cái này là dại thôi. Chỗ này ngày xưa là như kiểu là cái nhà hay cái gì chứ phải không? Xưa là chuồng xây một cái chuồng bò à, làm cái chuồng bò á. Làm một chuồng bò à? Chú mất đi xong là lại bán lại cho chú. Bán đất rồi? Bán cái chuồng á. À. Bán cái chuồng cái gì? Tưởng bán đất. Bán cái chuồng. À đất là vẫn là đất của mình đúng không? Đây đất của anh chính này nó thẳng đi đâu thì tấu này. Gốc nhà này. Đất của tấu kìa. Là đất của Xính à? Từ đây đúng không? Từ cái trái nhà này trách sang bên dưới. Đấy, khu gần trên đấy có phải không? Phải. Vẫn phải đất của Xính à? Đất đấy là chỗ cây lanh kia phải hết. À. Đến cái chỗ cây lanh bên kia. Thế thì cây lanh bên này bên kia là của người khác rồi đúng không? Là đến cái chỗ ngô đây coi như là nhà của các cháu đây là nương cũng ở ngay gần nhà. Nương ngay gần nhà. Đây này cái dây điện đây này. Dây điện bé tí xíu này. Ở đây camera bé con đi qua đây này. Nói chung nhỏ lắm. Cái đường dây điện có tí nhỏ lắm. Cái đầu đũa thôi. Đây là cái dây điện bắc cầu từ nhà chú. Nhà ông chú lên. Cơ bản là dây này là cũng chỉ thắp sáng thôi. Dây chạy bóng thôi. Ở bên trong này lõi nhỏ lắm. Không phải chân phú. Dây này kiến bò theo cái dây điện vào nhà thôi. Dây này không phải dây Trần Phú sao đâu. Không phải đâu. Không phải. Loại này có mấy nghìn thôi mà, 4.000 thôi mà. VC à, không phải Trần Phú đâu. Đấy, một cái dây điện khá là nhỏ. Nếu mà để mà
mà nấu cơm hoặc là cắm một cái gì khác thì chắc là không được. Cái này chỉ thắp sáng thôi. Đấy. Dây chạy bóng mà dây chạy bóng bé mà người ta tận dụng, người ta mua những cái loại rẻ. Loại này có 4.000 mét. Nhưng mà dùng nhờ là cũng chỉ được dây này thôi. Dây to về cắm nồi cơm điện ai giả tiền điện cho đúng không? Đấy. Đây còn bên trong nhà thì thế này. À. Bạn này là bạn này là tên là Chứ phải không? Chứ phải không? Ừ. Chứ à? Thì hay tên khai sinh là đâu? Trên tên cúng là tên khai sinh là Chứ à? Tên khai sinh là Chứ, sùng bị Chứ là Xính. À. Thầy cúng là Xính đúng không? Vâng, vâng. Thầy đâu nhỉ? Bạn kia. Minh. Bạn kia là tên là Khá, Khá à? Khá chứ. Khá à? Chứ à, Khá là bây tên giờ thầy là Minh. À đấy. Đấy tên cũng ấy, cũng vòng vòng hết đấy nhỉ. Nhưng mà xem sổ khẩu là mới biết được. Án tại hồ sơ mà giấy tờ là trong sổ khẩu rồi. Mình không được cái được. Nhưng tên là Chứ đúng không? Đúng. Chứ à? Đấy, nhưng mà ở nhà là gọi là Xính đúng không? Nhưng mà toàn thấy bà nội với các cháu các bạn kia gọi là Xính, Xính không? Xính là cái tên thường gọi ấy. Xính ở nhà là nên là có hai tên, các cháu là mỗi người có hai tên. Có mỗi Mì là chuẩn thôi. Mì là chuẩn thôi. Tên đi học bạn này là 7 tuổi này, tên 7 tuổi. 7 tuổi nha. 7 tuổi thôi. Đấy bên trong nhà thì hơi tối một chút. 7 tuổi học lớp 1 thì vẫn bị chậm một năm. 7 tuổi học lớp 1 thì 6 tuổi học lớp 1, 7 tuổi ở chậm một năm. Chậm một năm đấy. Thì tới này là có khi là ở trong này nó chậm thì đấy, ngoài cái vấn đề cái đường điện này thì mình Hiếu cùng với Tuấn cũng đã xem cái giấy tờ của các em rồi, cơ bản nó cũng có sổ khẩu. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng là cái căn cước của em, cái mã định danh của em, nếu mà có rồi thì mình sẽ dùng cái đấy đi làm được. Đấy, còn bên trong nhà thì đây có thực ra cái này thì cái này thì cháu cũng chưa tự cảm bao giờ nên là cũng chưa biết cách giải quyết như thế nào, để nó về cháu sẽ hỏi bên cái chỗ anh làm thợ điện đấy, có khả năng là anh sẽ biết ở bên điện lực đấy. Trong nhà thì hơi tối một chút, cái đấy thì khả năng là mình sẽ phải hỏi hôm nay thì có cái bóng điện hơi to này thì đỡ hơn rồi đấy. Đấy, vừa rồi là bọn anh vừa mua cho hai cái giường. Nghĩa là Xính với Minh là một cái, còn Miss Hai Mỉ thì ngủ đây. Đấy, con gái thì ngủ đây. Kín đáo một tí, mai có điều kiện làm một cái Lido vào cho đẹp gái nha. Đấy. Còn tới này nếu mà điện thì khả năng là mình sẽ nghiên cứu là dây điện, Tuấn xem là khả năng là mình sẽ lắp khoảng bao nhiêu bóng hợp lý, bảng điện để đâu. Một cái ngoài hành lang. Một cái ngoài thật. Hai cái trong này thì nói chung là sử dụng tầng đấy thì cũng được, một cái thì ở ngay bây giờ chỗ này là không biết, có khi là nối ở ngay trên đầu này luôn, trên đầu của bạn luôn đây. Mà một cái thì ở bên này thì nó mới sáng ra cái chỗ phía trước giữa này đúng không, cái chỗ giữa này, chỗ này nó sáng chỗ của chính đúng rồi. Đấy, một cái để bên bếp này, chỗ nấu cơm thì chắc chắn là phải có điện rồi. Bây giờ có mấy cái như này thì may là còn có cái này, chứ còn không cái này. À cái này là Tuấn mua vào đúng không? Không nọ là cái bé bé đâu, không nọ bé tí xíu đâu. À Xính, chú bóng điện không nọ đâu. Nó không phải nhá. Không nọ vào là đúng là cái bé thật. Không để ý. Đấy cái bóng điện đấy. Bằng cái chén. Đây. Không nọ mình Hiếu vào là nhìn thấy cái này nhưng mà cũng chưa được hỏi. Chưa đòi thăm cái bé tí xíu này. Cái này mua lâu rồi đó. Đây còn thời dùng đuôi cài này. Đuôi cài này. Xoáy hết rồi. Hai là dùng đuôi cài này. Bé tí này. Nhưng mà cái này chắc là một năm là cũng là 99 số thật. Đấy như nhà trên hai bóng một năm 99 số là nhiều rồi ấy. Đấy là còn nhiều rồi ấy. Hai cái bóng bé 99 số đấy. Còn nếu mà dùng cái bóng này một tháng khoảng hết tầm hơn 20.000 một chút. 20.000 đúng không? Hơn 20.000, nếu mà dùng nhiều vào ban ngày mà tối ở trong nhà này mà tối thì khoảng rơi khoảng 30.000. Thì cái khoản đấy thì nó cũng không đáng là bao nhiêu đâu. Thì các cháu mà lại sử dụng nhà dưới mà lại dùng cái bóng này thì không khả năng nào mấy nữa sẽ xảy ra những cái tranh chấp, thắc mắc. Thắc mắc chắc chắn là có nếu như mà cứ dùng cái bóng điện này mà về lâu dài thì không ổn được. Mỗi người cũng phải một cái. Chắc phải công tơ.
chắc chắn điều đấy là chắc chắn là sẽ xảy ra rồi. Mình phải có cái đồng hồ riêng. Hình như là đồng hồ đấy mình trả tiền qua app được. Không, bây giờ nghĩa là nó quét tài khoản hay là chuyển khoản tự động được, nó hết. Khắc trừ được hết mà, được không, hết, không vấn đề gì cả. Thế ba bé này là không không được chế độ gì đâu nhỉ? Quả nhỉ? Không được. Bây giờ đang đi làm, trước kia đi làm mãi nhưng mà bảo trưởng thôn đưa đi thì cũng đưa. Bây giờ là được chưa anh? Chưa, vẫn chưa có quyết định. Hình như hôm nọ em có hỏi, hình như là anh công an viên hay sao ấy, hỏi bảo là hình như là cũng được, hình như là gần làm được rồi. Làm được hơn 1 tháng rồi. Quân ta chế độ thế này á? Được chưa? Chưa được đúng không? Bảo trưởng thôn đi làm, trưởng thôn. Cái này cấp ký thôi nhá, cái này cấp ký tí. Nhưng mà tìm thấy là cũng là một cái cơ sở pháp lý rồi. Nhưng mà bây giờ nó hết giá trị sử dụng. Cái này nó quy định là không còn giá trị nữa, không còn hiệu lực nữa. Bây giờ chỉ còn căn cước thôi. Đấy thì cái chế độ thì mong rằng là quả sẽ cùng với trưởng thôn, cùng với mang tính chất là mình là người làm việc ở thôn đúng không, quan tâm các cháu một chút, cái tinh thần trách nhiệm chung thôi, kể cả anh cũng như là Tuấn thế, ở đây cũng góc độ là tinh thần trách nhiệm chung với hai cái mong muốn lớn là quý khán giả cũng như là các bác quý nhà hảo tâm rất là mong muốn rằng là mình Hiếu cùng với Tuấn thì hôm nay cũng trao đổi luôn, trao đổi sơ qua một chút thôi, là có hai nội dung chính cần phải quan tâm. Là thứ nhất là nghiên cứu đường điện cho các cháu, thì ban nãy là anh em mình cũng đã xem rồi. Cái vấn đề nữa là cố gắng vận động các cháu trở lại trường học. Cái đấy là cũng phải nhờ các anh rất nhiều đấy, nhờ quà với nhờ trưởng thôn rất nhiều. Đấy, tôi nghĩ phải đi học thì mới có hai cái chữ vào con người mình thì mới thay đổi được, mới thay đổi được này. Cái cuộc sống của mình nó khác một tí. Còn chứ cứ ở nhà thế này thì theo như tôi thì những ngày xưa tôi bé tôi không đi học thì trời, tôi chẳng thay đổi được gì cả. Đấy, đúng, bây giờ thấy khổ đúng không? Mình muốn hiểu tìm hiểu về cái này một tí thì kiến thức mình hơi hạn chế thì mình cũng khó đúng không? Nên là rất là khó, phải đi học, mọi thứ là phải đi học. Nhưng mà cái vấn đề đi học hay là như thế nào thì tới này là sẽ cụ thể là Tuấn hoặc là Minh Hiếu sẽ trực tiếp là trao đổi làm việc với trưởng thôn, bí thư và tâm sự của các em. Rồi là gặp gỡ ở xã nữa, bởi vì là học thì học ở dưới xã đúng không? Học dưới xã đúng không? Lớp 4, lớp 3 là học dưới xã rồi đúng không? Học dưới trung tâm xã trường chính rồi đúng không? Đấy thì cũng khả năng là cũng phải gặp các thầy hiệu trưởng hay là hiệu phó nữa để quyết định các cháu đi học hay không. Bởi vì cái đấy là bởi vì các cháu nghỉ là 3-4 năm rồi, 2-3 năm rồi. Bây giờ nghỉ lâu, bây giờ ra ngại. Bây giờ mình đang đi học lớp 5 xong rồi, cái bạn bè ngày xưa mình đi học lớp 9 rồi, mình đang đi ngồi là học lớp 6 thì cũng hơi ngại. Hai nữa là kiến thức của các em bây giờ nghỉ là quên hết rồi. Nó rằng là bây giờ quên hết rồi, đúng không Xính nhà? Bây giờ quên hết rồi đúng không? Không nói được mấy rồi ấy. Không nói được mấy rồi. Bạn cho đọc cũng không biết đánh vần mấy rồi. Đấy. Đấy thì Mỹ thì cũng thế, Xính và Mỹ thì tới lại sẽ mình Hiếu cùng với Tuấn sẽ cố gắng từng bước dần dần. Bởi vì là mình Hiếu thì thời gian cũng rất là hạn chế, cũng 12 ngày, còn Tuấn thì thời gian thoải mái hơn. Thì Tuấn sẽ trực tiếp nhiều hơn và sẽ xử lý những cái công việc ở đây. Đấy, thông qua là mọi cái là mình đều có thông qua cho quả hết. Vâng. Nha Tuấn nhá. Vâng. Thì tới này mình những cái chương trình gì chẳng hạn ở nhà ba cháu này thì quả cũng phải nắm được đúng không? Không có là đi họp hành ở xã người ta hỏi là mình không trả lời được, mình cũng không biết được cái gì ở trong thôn, mình cũng rất là khó, nên là cái gì mình cũng phải anh em mình thống nhất với nhau. Vâng. Quan điểm rõ ràng. Đấy, giúp mang tính chất là giúp đỡ các em. Đấy, hướng về các em sau này có tương lai một chút. Chứ bây giờ là ví dụ là có thể là bọn anh là cũng có thể là vẫn kêu gọi ủng hộ cho các cháu những cái bao gạo được, nhưng mà gạo thì cũng chỉ ăn hôm nay ngày mai ngày kia là hết. Hết là hết đúng không? Nhưng mà về lâu dài là vẫn phải có kiến thức cho các em để sau này ra trường đời. Đấy, sau này lớn lên còn phải đi kiếm ăn, có một cái công việc ổn định, nuôi sống bản thân mình mới được đúng không? Đấy, ý bọn em là như thế, và cũng là cái tâm nguyện của nhiều quý cô bác khán giả nhà hảo tâm gửi gắm trên kênh của mình Hiếu cũng như là của Tuấn. Đấy. Thế em nhé, lớn mẹ cố gắng vận động thuyết phục các cháu để sớm ngày đầu năm mới thì sẽ được đến trường, giao lưu với bạn bè của các bạn. Hồi nãy thì cũng có nghe qua anh một chút là
đất của các cháu này là từ bên kia, đến cái chỗ mà kè đá nhỉ anh? Đúng rồi. Có phải không? Phải ạ. À. Trước đây. Đến chỗ kè đá dưới này. Đây, đúng rồi. Là phía bên này là đến đến mặt đường bê tông này luôn à? Mặt mặt đường láng này luôn à? À, đến mặt đường là này là về bên nhà này là gì? Là của xính á. À. Còn đây là đến cái chỗ tản ly này thôi à? Vâng. Đến đây thôi đúng không? Đến đây thôi đúng không? Là ra đấy cho nó rộng một tí nó khoáng một kia nó hơi hẹp. À, ở đây là chỉ đến hết đây rồi à? Dưới cây thông này đổ xuống à? Vâng. Thẳng kia đi thôi. Thẳng chỗ này. À. Thẳng chỗ này thôi á? À? Chỗ này thôi á? À? Vâng, vâng. Ồ, thế là từ trên đấy không ạ? Trên kia, cây thông. À. Thế là cũng rộng, gần nhà cũng rộng thoải mái nhỉ? À, đến từ cái bậc này đúng không? Từ cái cửa đấy đi ạ? À? À. Thế mà giả sử, bây giờ giả sử như mà mình mà làm chuồng trại thì có thể làm ở đâu được cho nó hợp lý? Chuồng trại á? Ừ. Chuồng trại thì, nhưng mà ở đây thì tối ngủ này không theo dõi được. Ừ. À, không ý là... xây như trước kia xây ở đây thôi. Là thì ở bên này thì nó lại... ở trước cửa một tí này. Bên này trước cửa nhưng mà nó lại ở tít dưới, nó cũng không đến nỗi là hàng quá. Mình chích chích sang bên này thì có khả năng là được. Ờ, nhưng mà sợ ngay là dính cái đường vào của nhà chú ấy. Thì nếu mà nhà chú mà sau này mà lách cái đường vào đằng thẳng như được thì làm ở đây thì quá ok đúng không? Nhưng mà làm ở đây lại trước cửa khổ với thực mà sự làm là theo như ở xã bên phòng thú y thì phải cách nhà 30m nhỉ? Cách nhà 30m đây thì phải như ở dưới các cháu quản lý không được đâu. Không, ở dưới thì chắc là tuyệt vời rồi. Ở dưới thì được, nhưng mà sợ các cháu không quản lý được tối, người ta lại tay ngắn tay dài. Ở đây có trộm cắp gì không? Không có, trong này hình như trộm gà đó. Gia súc thì không sợ, gia cần thì không sợ. À, trộm gà thôi đúng không? Gia súc không sợ, nhưng mà bây giờ là vấn đề là những gia đình mà có chủ hộ này, xong rồi có người lớn này. Ừ, có như rồi. Các bạn này thì các bạn ngủ xong là xuôi, coi như là ngủ thì không có ai, không biết được, không có ai canh. Chành nha thì, thế thì nói chung là người ta có thể là lợi dụng về cái vấn đề đấy nên là cũng khó. Bây giờ làm ở tít dưới thì xa nhà quá. Ở đây thì lại tốt ngay rồi. trước cửa phân phiếc mùi phân, chả gió thổi trở lên, vừa ăn cơm vừa ngửi mùi phân cũng khó đúng không? Bên kia là cũng lại đường nước rồi. Bên kia rất là không bí. Được rồi. Bên kia thì đường nước, với cả là ở ngay trên nhà của ông chú là không được rồi. Ừ. Đúng rồi. Nếu được thì cùng lắm thì lại săn thêm một chỗ này ở ngay dưới cái chỗ cột điện này. Được không? Ừ. Ở ngay chỗ này luôn. Ngay chỗ gốc này luôn. Đấy. Có nghĩa là săn từ đây xuống đúng không? Ừ. Săn từ đây xuống thì chắc là được. Khả năng là được như này, lách chách sang bên này. Chách một tí khả năng được. Thì mình lại kè đá từ phía bên dưới như thế để không cho làm sao mà ảnh hưởng đến khi mà người ta qua đường lại thấy mùi nhiều quá, nghe mùi nhiều quá, người em thấy nhiều quá cũng không tốt. Làm sao mà không ảnh hưởng đến người khác, đến cộng đồng chung. Bây giờ thì ra chuồng trại thì hiện tại thì cũng có một cô là cũng mong muốn là cho cháu khảo sát về cái chỗ để có thể là làm chuồng. Để tới này thì biết đâu thì cô ấy mong muốn là mua cho các bạn này một cặp dê. Một cặp dê để cho các bạn có công việc. Chắc chắn rồi. Chắc chắn là bạn này sẽ đi lấy cỏ được. Xính bây giờ có dê thì có đi lấy cỏ được không? Được đúng không? Thực ra thì dê thì nó nuôi dễ hơn bò. Ừ. Trước khi bố mất thì còn mỗi con bò được ấy thì vẫn đi cắt cỏ đường, nhưng mà bố mất lại mổ cho này, không hết đúng không? Ở hết tài sản bên... ừ, không còn cái gì. Ở mạn bên này thì người ta có nuôi dê không ấy? Có chứ. Ở thôn mình này có nhà nào nuôi dê được nhiều không? Có nuôi, trước kia nuôi hơn 20 con mà dịch về nó bán rồi, đây còn hai nhà cái nuôi. Thế là tức là vẫn có nuôi dê. Đồi này vẫn chăn thả bình thường này. À, vẫn chăn được. Không, nói chung là đồi rộng này là dê nó hay trên leo trèo mà. Cái mùa mà sau vụ ngô ấy nhỉ. Đấy, mình thu ngô xong là cứ... cứ thả thoải mái thôi đúng không? Bây giờ là 6 tháng 6 là thu ngô rồi. Đấy. Đấy, thì thả thoải mái. Vâng. Đấy, rất rộng luôn. 6 tháng 6 là được.
còn cỏ thì người ta ở bên này lại không trồng nhiều cỏ lắm. Đấy. Bởi vì cỏ ở trên đây này rất là nhiều cỏ luôn đúng không? Vẫn đi khai thác được mà, cỏ cho bò với lại dê được. Đấy. Thoải mái. Như các cháu này thì có thể làm thoải mái được. Vừa lòng nên là cho sinh tù như gì đấy. Nhưng mà nếu mà có cô gửi gắm trên kênh của Tuấn ấy thì là sẽ khảo sát cụ thể xem làm sao nó hợp lý, bởi vì chuồng trại là nó khả năng gắn liền lâu dài đấy. Nó cũng như kiểu ngôi nhà đấy. Nhưng mình không phải dựng chỗ này mình không thích thì nấc chỗ kia được, nó rất khó. Đúng không? Nên là mình phải tính toán. Bởi vì là quỹ đất ở đây thì cũng rất là hạn chế. Xa một chút thì các em còn nhỏ quá, nhưng mà ở gần thì lại gần nhà quá. Cũng khó. Nhà cách nhà là nhà trên nhà dưới. Chính nhà trên nhà dưới này còn rất là khó. Rất là khó. Nhà đúng trên rồi, lại... Nói chung là mình nuôi nên nó phải có cái phân phiếc nó thải ra đúng không? Ảnh hưởng. Ngày nắng thì không sao, nhưng ngày mưa thì cũng rất là ghê phết đấy, đúng không? Nên là dưới đường mình đường nếu mà mình ở đây mình đúng như Tuấn nói là ở đây nếu mà mình san dưới đường ấy thì ngay chỗ cột điện này mình san ở đây xuống một tí. Đúng không? Mình kè lại, mình kè lại chung là xây khu này là quá sạch sẽ luôn. Cũng ảnh không ảnh hưởng đến cái đường vào nhà ông chú, đúng không? Đấy. Thì thấy mỗi chỗ này là nó hợp lý nhất, còn ở chỗ kia thì trước thì là không nên. Không nên, nói chung là đi nhiều chỗ thì đấy, như kiểu nhà dưới này cũng là ở trước cửa nhà luôn đấy, nhưng mà chắc chắn thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Đúng rồi. À, đêm thì lại trẻ con là không dám dậy nữa, cũng khó. Nên là mình làm ở gần gần nhà một chút thì đảm bảo an toàn. Chính ra mà nhà của các bé mà ở dưới này thì lại tốt nhỉ. Nhưng mà không. Chắc chắn là ngày xưa là không dám làm chỗ đấy đúng không? Sợ là có cái... Chỗ đấy thì chắc là không ai làm nhà đâu. Nhưng mình nhìn là không ai làm nhà. Cứ dịch xuống dưới tí rồi nhưng mà lại còn sợ đá ở bên kia. Đúng không? Những cái mỏm đá rất là cao này này. Nên là rất là nguy hiểm. Vấn đề là có cái đường chạy qua giữa này không thì đất của các cháu này vẫn có thể làm thoải mái rộng 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 rồi. Cái tinh thần là như thế thôi. Thì em đấy em sẽ trao đổi lại thôi. Để xem là như thế nào thì sẽ tiến hành sau. Rồi. Tinh thần là như thế. Ngày hôm nay thì cháu Tuấn cùng với cả... Về cái chương trình, cái nội dung video ngày hôm nay ấy, thì Minh Hiếu cũng... cùng với Tuấn Nắng Bạn cũng như là em Quả, cái nội dung chính là khảo sát cái đường điện cho ba cháu nhỏ mồ côi. Đấy thì cũng đã sơ qua, đã cơ bản là đã xuôi xuôi rồi. Đấy, còn bây giờ là liên quan đến cái thủ tục của các em ấy thì Tuấn chắc chắn là Tuấn sẽ có trách nhiệm là liên lạc liên hệ với nhà điện để xem là cái thủ tục bây giờ là cần những cái gì.